Sáng ngày 27 tháng 2 tại sân vận động Hà Lan, thị trấn Mỏ Khê đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên nhi đồng huyện Đông Triều Cúp Hà Lan lần thứ 3 năm 2015. Giải đấu do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa Thông tin, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Lan Mỏ Khê phối hợp tổ chức. Lọt vào vòng chung kết năm nay có 16 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng cụm gồm các trường Tiểu học Bình Khê 2, Tràng An, Vĩnh Khê, Nguyễn Huệ, Hồng Thái Đông, Mỏ Khê B, thị trấn Đông Triều, An Sinh A và các trường trung học cơ sở Bình Dương, An Sinh, Lê Hồng Phong, Yên Đức, Mỏ Khê 2, Hưng Đạo, Đức Chính, Nguyễn Đức Cảnh. Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3 năm 2015. Ngay sau buổi lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa trường trung học cơ sở Mỏ Khê 2 và trung học cơ sở An Sinh.